Được hỏi Hữu ha, về cái giai đoạn nào Hữu phát hiện được cái giới tính thật của mình? Lúc đó là khoảng cấp 3, năm đó là năm lớp 11. Bắt đầu có rung động với một bạn nam học chung khóa, nhưng mà bạn đó học ở tầng trên, mình học ở tầng dưới. Lúc mà ra chơi thì mình hay đứng mình dòm lên thấy bạn đó rồi cái thích thích vậy đó. Thích thích, ừ. Dạ. Các bạn em thích là con trai hay là... Dạ không. Bạn đó sau này em cũng biết là cũng giống như em vậy đó. Nhưng mà ngay thời điểm đó thì mình không biết. Dạ, chính thời điểm đó em còn không biết em như thế nào. À, lúc đó là bắt đầu mới thôi. Hai người con trai nhìn nhau mà tuy nhiên thích nhau là không hiểu mình giới tính gì. Nhưng mà nếu mà Hữu cứ phải băn khoăn như vậy hoài á, mình có cách nào để thoát ra tâm trạng băn khoăn đó không? Có nghĩa là mình tìm lại bản thân mình hoặc là mình thổ lộ với cái người đó. Thời điểm đó thì khoảng năm 2007, 2006, cho nên cái mạng xã hội nó cũng chưa có phổ biến lắm. Thì mình thích thì mình chỉ để trong lòng, không dám nói ra. Dạ, cũng không tâm sự được với ai hết trơn, cả gia đình lẫn bạn bè em đều không nói chuyện nhưng được. Mà khi mà em phát hiện em là người đồng tính, em có nỗi trăn trở gì không? Lúc đó thì em rất là sợ chị. Mà sợ nhất là từ gia đình. Gia đình biết. Thì trong dòng họ em cũng có một người cậu cũng là cũng đồng tính. Cũng đồng tính luôn. Dạ, nhưng mà lúc đó thì thời điểm đó cậu bị mọi người miệt thị lắm. Những người trong gia đình nhắc tới thì có một cái thái độ rất là, nói chung là không thích. Em thì từ nhỏ tới lớn em đã được nghe những cái câu vậy rất là nhiều rồi, cho nên em rất sợ. Thời điểm đó thì em giống như là bị tự kỷ, bạn bè em cũng không có. Tại sao những người trong cộng đồng LGBT, những người đồng tính như vậy sao khổ như vậy trời? Thật ra theo cá nhân của em nghĩ thì ngoại trừ những người mà hay có ác cảm với người khác thì em không bàn tới. Nhưng mà có những người trong gia đình của mình, ví dụ như bố mẹ mình, ai cũng muốn sinh ra một đứa con là con trai hoặc con gái. Tại vì trong đầu họ suy nghĩ như vậy rồi. Khi họ phát hiện ra cái sự khác biệt đó, người ta không chấp nhận. Họ khó chấp nhận. Nên cái đấy em nghĩ là mình nên chấp nhận và mình phải có thời gian để mà mình thuyết phục. Thậm chí môi trường học tập, bạn bè, cả thầy cô cũng không có thích. Thậm chí là cô giáo luôn, cô cũng từng nói là cô không thích. Cho nên là không thể nào mà dám nói ra được ở thời điểm đó. Cái thời đi học á, anh là một người mà rất là dị ứng với những thầy cô mà có cái thái độ miệt thị cộng đồng. Có nghĩa là anh chấp nhận là một học sinh cá biệt hoặc là một học sinh không ngoan, nhưng mà anh không chấp nhận cái việc đó xuất hiện trong cái môi trường giáo dục. Rồi khi nào thì gia đình của Hữu phát hiện ra hay là Hữu tự nói? Trước thời điểm nói thì em bị dằn vặt rất là nhiều. Tới nỗi mà có lúc là em đã uống thuốc tự tử. Uống thuốc tự tử vì tình yêu hay là vì gia đình của em? Dạ, lúc đó em chưa có người yêu. Hay là vì gia đình? À, lúc đó em vừa mới học xong cấp 3 chị. Em có viết một lá thư để lại cho mẹ, nhưng mà em chỉ nói là em xin lỗi thôi, chứ em cũng không dám nói lý do mà em uống thuốc ra nữa. Rồi cái em uống thuốc, em lên giường em nằm. Thì lúc đó mẹ mới nhìn thấy được là em có viết cái gì đó. Mẹ mới đưa em vô bệnh viện mới cứu kịp. Sau đó em vẫn không dám nói lý do ra, mà mẹ em thì cũng không muốn hỏi lý do tại sao. Mẹ cảm nhận được. Dạ, em cũng. Tại vì khi mình sinh con mình ra, con mình khác thường thì cha mẹ là phải là người nhìn thấy được. Lúc đó mẹ cũng sợ gia đình bên nội lắm, cho nên là mẹ cũng không có dám mà hỏi tới đâu. Hoàn toàn là gia đình em rất là tránh né cái chủ đề đó, không dám nói tới. Nhưng mà nói về cái vụ mà tự tử đi ha, thì Tuân chỉ thấy là trong giới của mình á, những cái vụ đấy xảy ra hơi nhiều. Ngoại trừ cái việc mong muốn mọi người có thể hiểu hơn về giới của mình, Tuân cũng mong muốn những người trong giới cần mạnh mẽ hơn để vượt qua những cái định kiến đó. Không có gì mình phải tự tử. Dạ đúng. Gia đình nếu ngay thời điểm nó không chấp nhận thì mình chinh phục vào nhiều thời điểm khác. Nói chung là động đến những vấn đề này thì chị thường rất là có nhiều cảm xúc. Rồi cho anh hỏi về cái việc mà gia đình phát hiện ra Hữu á, thì cái thái độ của gia đình khi phát hiện ra như nào và cái giai đoạn đấy là lúc nào? Khoảng 2 năm sau thì em mới dám nói, chứ không phải lúc đó em nói liền luôn. Tại lúc đó ba mẹ vẫn còn sốc, tại vì cái chuyện mà em tự tử á, ba mẹ cũng rất là lo lắng. Thời gian đó thì cũng thương em nhiều nhưng không có hỏi tới nữa. Nhưng mà sau đó thì em cảm thấy là bây giờ em không muốn giấu nữa. Em thực sự là em muốn nói ra. Thì em gần như em cảm thấy mình phải chống chọi với cả thế giới vậy đó. Bạn bè cũng không có, thậm chí đứa bạn thân nhất của em á, mỗi lần đi chơi với em, nó nhìn thấy ai mà thí dụ như biểu hiện ra bên ngoài một chút xíu á, nó cũng có thái độ khó chịu lắm. Khó chịu ra mặt luôn, rồi nó nói này nói nọ trước mặt em thì em cũng không có thích lắm. Rồi cái em mới đêm đó là em viết một cái lá thư em để lại cho mẹ em. Em kể hết là em như vậy, em là người đồng tính. Em hỏi là mẹ có chấp nhận hay không. Đêm hôm đó thì là đêm đầu tiên mà em bỏ đi ra đường và không có về nhà. Đó là lần đầu tiên trong đời em không về nhà ngủ. Cái mẹ điện thoại em cũng không dám bắt máy luôn. Em đi lang thang, lúc đó là em nhớ là nhà ở Bình Chánh. Mẹ em đi lang thang ra mà sao tới mà công viên gia đình á, đêm á tới sáng luôn. Tới lúc mà mẹ nhắn tin thì em mới dám là trả lời tin nhắn. Mẹ kêu về nhà đi, rồi mẹ nói chuyện. Mà về nhà thì em với mẹ không nói gì được trơn mà chỉ ngồi khóc thôi. Rồi nguyên một khoảng thời gian rất là dài là coi như em với cả gia đình là
em nghĩ là chia sẻ ra thì mình có được cái gì đó nó gần gũi hơn, nhưng mà thực ra chia sẻ ra thì nó sập tệ không? Dạ, nó có thêm một cái khoảng cách, nó có một cái bức tường. Thì sau này em mới biết được là lúc đó mẹ không nói chuyện là tại vì mẹ đang tìm hiểu. Mẹ em tự đi mua sách báo về người đồng tính, mà thời gian đó đâu có báo mạng, đâu có gì đâu chị, cho nên rất là khó khăn để mà kiếm được những cái tài liệu đó. Và mẹ em tự kiếm, tự đọc. Xong rồi có chị em cũng khuyên bồi vô, rồi mẹ mới bắt đầu dần dần thoải mái hơn với em. Còn ba thì giống như là thời gian đó là ba im lặng luôn, ba không nói gì hết. Sau đấy tầm bao lâu thì Hữu cảm nhận được là bố mẹ bắt đầu chấp nhận bản thân mình, chấp nhận con người thật của mình? Thực ra là tới bây giờ cũng không biết được là thực sự là ba mẹ có chấp nhận nổi hay không. Không chấp nhận hoàn toàn được thôi. Nhưng mà không có thoải mái hết. Thí dụ như mà ra ngoài đường mà lỡ có bà con dòng họ hay là hàng xóm người ta nói này nói nọ thì mẹ em vẫn cảm thấy khó chịu. Rồi hỏi hàng xung quanh các em phản ứng như thế nào khi biết em là gay? Hầu như bây giờ là em không còn liên lạc với bất kể ai hết. Dạ, kể cả bên nội, bên ngoại gì cũng vậy. Thật sự Khánh Chi chia sẻ luôn, gia đình Khánh Chi biết Khánh Chi là người đồng tính từ lúc nhỏ, mà ba mẹ không bao giờ đã động tới, mà rất là thương những người sống như Hữu hay là chị, rất là khổ trong cái vấn đề mà suy nghĩ. Nhưng mà thật ra em nghĩ là mình nói đi cũng phải nói lại, chị, có nghĩa là mỗi nhà sẽ có mỗi cái cảnh khác nhau, mỗi người sẽ quan niệm về điều đó khác nhau. Có những người có thể chấp nhận, nhưng có những người họ rất là khó chấp nhận, chị. Ba mẹ chị nha, cũng rất là khó luôn, nhưng ba mẹ chị rất là thương con. Chính vì thương con nên ba mẹ chị chấp nhận cái giới tính của chị. Và cả ngày xưa luôn, chị như Hữu như nè, chị yêu ai là dẫn cái người bạn trai về nhà ở luôn. Chứ để thấy là đi chơi khuya nè, đi chơi khuya rồi qua nhà ta ngủ, ba mẹ lo hơn, ba mẹ nói là con thương ai con cứ rủ về nhà đi. Dạ, đấy là một sự may mắn của chị á. Tại vì nếu mà nói về thương con, em nghĩ bố mẹ Hữu cũng rất thương con. Nên khi biết Hữu là gay thì họ sẽ có nhiều câu hỏi lắm. Là Hữu sẽ đối diện với lại tất cả mọi người như thế nào, với họ hàng, với bạn bè, với tất cả mối quan hệ ngoài xã hội như thế nào. Rồi sau này Hữu có một gia đình không, có con cái để chăm lo cho mình lúc về già không. Và từ đấy họ sốt ruột và họ trở nên có một cái nỗi lo lắng rất là lớn. Điều này em có thể hiểu được. Được hỏi về chuyện tình yêu của Hữu thì Hữu trải qua bao nhiêu mối tình rồi, và cái mối tình đầu tiên của Hữu là gì? Dạ, mối tình đầu tiên là cái bạn lớp 11 đó. Đêm hôm đó có uống rượu, mà lần đầu tiên uống rượu luôn, cái em say quá, cái em mới nắm tay bạn đó. Cái bạn đó nắm lại. Cái này mới biết. Dạ em mới biết, là lúc đó em mới biết là bạn đó cũng giống như mình. Dạ, em cũng rất là vui. Từ đó là hai người bắt đầu yêu nhau luôn. Dạ, bắt đầu quen nhau. Rồi cái mối tình đấy nó kéo dài lâu không? Cũng được hơn 5 năm. Chắc là rất là nhiều kỷ niệm rồi, 5 năm mà. Thực tình là em không nhớ được kỷ niệm nào đó với bạn đó, chứ tại thời đó thì tình yêu nó còn bồng bột quá. Còn trẻ quá. Dạ. Kiểu là xuất phát từ tình bạn, rốt cuộc thì kết thúc thì em thấy là hai đứa em là bạn nhiều hơn. Em nghĩ cái đấy nó thuộc về phần gọi là định mệnh. Tại vì á, nó dẫn dắt đến chuyện tình yêu rất đẹp của bạn sau này với một người. Nó rất nổi tiếng trong cộng đồng của mình. Chị cũng nghe trên mạng đó là cũng đồn có một cặp rất là đẹp đôi. Là cặp này hả? Dạ vâng. Là bạn này với lại một người nữa là Văn Hiệp. Chị thích nhìn mấy em đẹp trai lắm. Rồi thật ra là do chị Khánh Chi thích yêu nhìn trai đẹp. Thích nhìn trai đẹp là chị muốn ngắm những đứa em của chị đẹp thôi. Chị Tuấn không làm. Xin được mời. Ủa có mời thiệt ha? Thiệt ha? Thiệt ha? Dạ em mời thật. Mời Văn Hiệp. Bất ngờ quá à. Cặp đôi đam mỹ của chị. Yêu nhau bao nhiêu năm rồi? Dạ năm nay năm thứ 6 chị. Trời ông này là dạng chúng tình nè. Dạ, em... Ngày xưa người yêu đầu đời của chị 3 tháng là hết rồi. Chị chị bảo là chị nặng tình lắm mà. Nặng tình nhưng lúc đó cái tình yêu đó người ta không thương chị. À vâng em hiểu. Chứ mà chị bỏ người ta. Cơ duyên nào đem Văn Hiệp đến với Hữu? Có một lần là em đi chơi với bạn ở ngoài công viên á. Lúc mà em về thì Hữu có thấy em. Thì mới giống như là Hữu hình như có kết bạn ở đâu trên mạng xã hội rồi. Thì lúc đó Hữu mới hỏi phải em không. Nói chuyện vài hôm thì thấy hai đứa có hợp nhau. Nói chuyện với nhau thấy ngày nào không nói chuyện thì thiếu. Thế nhớ. Dạ đúng rồi. Mặc đồ giống kìa. Bây giờ người ta là một cặp rồi đương nhiên chị. Bây giờ mình dành thời gian cho Hiệp giới thiệu về công việc của mình. Hiệp sinh năm 88, hiện tại là Hiệp đang làm thiết kế cho một cái công ty xây dựng. Thì khi nào Hữu và Hiệp chính thức quen nhau? Sau đó khoảng chừng 2 tháng à. Cái đêm đó là đêm Valentine, ảnh mới hẹn đi chơi. Cái đêm đó là qua nhà ảnh ngủ luôn. Mới đầu là mẹ không có đồng ý cho em quen ảnh đâu. Tại vì chia tay người trước rồi, mẹ nói là thôi, có quen bao nhiêu thì mẹ cũng không đi tới đâu nữa. Cứ vợ đi, chứ ta không cho quen nữa. Đưa về thì em không dám đưa về, cho nên là cứ đi làm xong là em chạy qua nhà ảnh ngủ, đi làm xong chạy qua nhà ảnh ngủ, riết mà mẹ kêu thôi mày dẫn về cho tao biết mặt. Rồi dẫn về mẹ có đồng ý không? Dạ dẫn về thì mẹ cũng tỏ thái độ sắt thép lắm.
Còn đối với ba thì ba phản ứng rất là mạnh, ba chửi lớn tiếng lắm. Nhưng mà anh Hiệp thì vẫn cứ im lặng, kiểu mới ban đầu thì anh Hiệp không dám chống đối. Em cứ sợ là chửi quá thì anh Hiệp đi luôn. Thời điểm này thì quen nhau quá dễ dàng rồi, không có mình thì có người khác. Có thể là anh sợ là anh chạy luôn. Dạ. Không mà anh cứ ở lại rồi từ từ cái ảnh đấu tranh. Rồi từ từ mới lấy lòng ba mẹ em. Bây giờ là sống chung trong một gia đình luôn rồi. Gia đình của Hiệp đã biết chuyện tình yêu này chưa? Gia đình của Hiệp là biết Hữu rồi. Ba mẹ Hiệp thậm chí còn thương Hữu hơn là cả Hiệp nữa. Khi mà Hữu dẫn Hiệp về giới thiệu với gia đình á, thì có cho họ hàng của mình biết không? Lúc đó là không cho. Bây giờ thì họ hàng đã biết chưa? Bây giờ thì cả họ hàng biết hết rồi. Rồi phản ứng của mọi người như nào? Bắt đầu từ hàng xóm trước đi ha. Tại vì em thấy vui duyên nhất là vụ hàng xóm. Lại nhà nhậu chung với ba em, nói với ba em câu là nghĩ sao mà để cho em sống vậy. Tiếp theo là tới lượt cậu của em cũng nói ba em y chang vậy luôn. Cậu em có nói một câu là tao mà là mày là tao đuổi nó đi rồi. Thật ra thì em thấy có nhiều người họ sống á, họ hay cầm theo bình xăng á, thấy nhà ai bập bùng là đổ xăng vào cho nó cháy, đổ xăng vào cho nó cháy. Tại sao mấy người nó không đặt trường hợp con họ cũng là người đồng tính thì sao? Họ có đuổi ra khỏi nhà được không? Bên nội em có một gia đình có một đứa con như vậy nhưng mà không chịu chấp nhận. Em không biết là thằng bé đó thì nó sống như thế nào, chắc là nó đang sống trong địa ngục luôn. Không chấp nhận thì nó phải bỏ nó ra đường sao? Có rất nhiều người đang phải sống trong địa ngục như Hữu nói, rất nhiều người. Khi mà mình gặp quá nhiều cái sự phản đối như vậy, cái động thái đấu tranh của hai người cùng với nhau là như nào? Im lặng thôi, đơn giản là không nói gì hết. Nhưng mà khắc nghiệt nhất là ở chỗ làm. Cho nên là lúc mà công khai là em phải hoàn toàn em chuyển chỗ làm luôn. Em không thể làm chỗ đó được nữa. Mà cái công việc của em bây giờ đã ổn định chưa? Dạ ổn định. Nếu ai có làm khó dễ em thì em gọi cho chị. Chị mới lời. Thiệt. Kỷ niệm nào đáng nhớ nhất trong 5 năm mà hai người quen nhau? Kỷ niệm đẹp nhất là lần đầu tiên đi về nhà anh Hiệp. Lúc đó thì anh Hiệp có nói sẵn là em nên chuẩn bị tâm lý. Tại vì ba mẹ anh Hiệp rất là khó. Thì em cũng sợ lắm. Em tính là về chợ anh chắc phải... Mình có gì mình đi quét nhà, lau nhà, rửa chén trước đi, có gì rồi mình không bị la. Thì nhưng mà giờ trở nên thấy thoải mái lắm, mẹ anh thì rất là dễ tính, mà ba anh thì cũng vậy luôn. Thật ra thì qua câu chuyện của Hữu, em thấy kiểu bố mẹ của Hiệp là những người có trái tim ấm áp mà. Nhưng thật ra thì để ba mẹ chấp nhận được thì cũng mất một cái khoảng thời gian khá là dài. Lúc đầu ba mẹ không có chấp nhận đâu. Cái bài báo đầu tiên mà Hiệp với Hữu đăng lên á, lúc đó thì ở trên Hiệp á, cái vấn đề mà trái với lại cái quy luật là họ không bao giờ chấp nhận, đã kích mẹ rất là nhiều. Mẹ phải một dằn vặt một thời gian rất là nhiều để cho mẹ chấp nhận được cái điều đó. Rồi nhưng mà rất là bất ngờ khi mà dắt Hữu về nhà là mẹ lại không có tỏ một cái thái độ gì hết. Thấy mẹ rất là ủng hộ luôn. Tuân thấy là nhiều người họ thấy cái việc mà là gay hay là người đồng tính là trái quy luật. Nhưng mà theo cá nhân Tuân thấy nó không phải trái quy luật. Nó chỉ là một quy luật mới thôi. Khi mà mọi người càng ngày càng văn minh lên á, sẽ có nhiều điều mới mẻ được phát hiện. Và chúng ta chỉ là một trong những điều mới mẻ đó thôi. Và Tuân nghĩ là mọi người cần thời gian để chấp nhận nó. Chị biết cái thích thú của em khi mà được phỏng vấn một cặp đôi là gì không? Là được hỏi về tật xấu của người còn lại. Thì hỏi đi. Thì có tật xấu gì mà làm cho Hữu phải suy nghĩ không? Anh Hiệp rất là nhây. Rồi những lúc đấy thì Hữu như nào? Wow, lúc đó thì em sẽ chửi. Nếu mà trong cái tình yêu nha, những cái gì mà người bạn đời mình không thích thì mình đừng nên. Không đừng phải đâu chị ơi, tại vì nó không có sự tôn trọng. Em có thể hiểu được Hiệp là khi mà mình yêu thương một cái thứ gì đó quá thì mình hay tìm cách để mà mình trêu nó. Nhưng mà khi người ta không thích nữa thì thôi mình phải ngưng. Thôi ngưng thì nó hết vui. Mình phải nhây tiếp. Đúng rồi, hết vui á chị. Em cũng nghĩ đó là cái lý do mà em ở với anh 5 năm nay. Ủa vậy hả? Vậy là em chấp nhận đi thôi đi. Tại vì em cũng... Thì tại người ta thương, chồng người ta mới... nhây, đúng rồi, nhây. Mới giỡn. Tật xấu của Hữu là gì? Tật xấu của Hữu là tâm lý rất là yếu. Có một cái chuyện gì mà đã kích rất là lớn thì Hữu rất là khó giữ bình tĩnh để mà giải quyết cái vấn đề đó. Cái đó không phải là tật xấu nha. Tại vì chị Khánh Chi cũng có cái tính này. Cái chuyện tình cảm của mình đẹp như vậy á, thì mình có cái dự định gì cho tương lai của hai người không? Đám cưới đi. Trời ơi. Mẹ anh thì cũng có kêu em cưới. Thấy chưa? Wow. Trời ơi. Oh. Em cứ cưới cho chị. Chị với Tuân sẽ đến dự. Ủng hộ tới luôn. Rất là đẹp nôi. Cái chuyện tình yêu của hai bạn á, cực kỳ đẹp. Tuân nghĩ là có rất nhiều cái giai đoạn mà mình đã từng trải qua rồi. Và thông qua những giai đoạn đấy, cái thông điệp các bạn muốn gửi đến cho mọi người về tình yêu trong cộng đồng là như thế nào? Hiệp có một cái chia sẻ như thế này. Khi mà một người cương á, thì người còn lại phải nhu. Để mà hai người biết lắng nghe và thấu hiểu nhau thì mới giải quyết được cái mâu thuẫn. Chuyện tình của Hiệp á, là Hiệp rất là lắng nghe những cái gì Hiệu nói. Hiệp rất là ít khi nói, nhường nhịn Hiệu rất là nhiều để mà đồng cảm lại hai đứa. Và Hữu cũng vậy. Yêu thương nhau là phải nhường nhịn nhau thì mới hạnh phúc. Em còn có một cái lời khuyên nhỏ nữa.
đó là nếu như các bạn mà chưa cảm thấy mình đủ mạnh mẽ để mà chống chọi với thế giới bên ngoài thì đừng có công khai sớm quá.